Alo, alo, Đình Thái, xin chào các anh. Hôm nay em gửi tới các anh hai con máy mài Makita 980 và 930. Hai con. Và rồi em quay lại hai con máy mài nước. Nó bị gãy chân mà các anh không quan tâm tới. Mà em đã có một con em đã làm chân rồi mà chưa làm xong, nhưng mà rồi vẫn quay luôn để thông báo với các anh. Rồi, lần đầu tiên xin cảm ơn tất cả mọi người. Rồi em muốn gửi tới các anh cái này ha, cái thông báo này đó. Em không có chốt hàng ở trên một bình luận với các anh nha. Đó, em không chốt hàng trên một bình luận. Rồi, mong các anh thông cảm. Tại vì ở trên đó có cái số điện thoại của em mà các anh không có đánh vô, rồi cứ không có đánh để gửi vô cho cái số điện thoại của em, rồi cứ trách ở trên đó, thì em bây giờ em phải nói rõ lỗi phần này ha. Em không có trách, em không có chốt hàng ở trên cái mục bình luận nha. Rồi đây là cái số tài khoản. Đây là số tài khoản của em. Và số điện thoại 0903588867. Các anh coi xong rồi các anh nhìn thấy cái số điện thoại này, các anh nhắn vô cái số điện thoại này, các anh nhắn tin vô chốt số mấy, hay chốt cái thứ gì đó, thì nhắn cho em cái tin nhắn bên Zalo hay là ở bên điện thoại cũng được ha. Em trả lời ngay. Rồi, Đình Thái xin cảm ơn tất cả mọi người. Không quên cầu chúc sự bình an. Rồi, em gửi tới các anh đầu tiên là cái con 980 này nha. Con 980 này là cái thứ nhất là nó bị lỗi, nó bị gãy cử nè. Nó bị gãy cử cái chân của nó nè. Các anh nhìn xem ha. Cái chân của nó đây. Đó, các anh nhìn xem nha. Cái chân nó đây. Đó, về bãi nó vứt xuống thì nó bị gãy như thế này nè. Các anh về, các anh phải hàng lại nè. Hàng lại thì có một cái cử đẹp mà, cử zin của nó đẹp lắm nè. Rồi cái thứ hai nữa là cái cử bên này. Cái cử bên này thì nó bị thiếu cái cử bên này. Em làm cái cử bên này. Nên là các anh chỉ việc tăng cao lên, tăng xuống, giảm xuống. Giảm xuống, mở ra, mở vô là nhẹ nhàng ha. Nghiêng 45 ha, nghiêng 45 nha. Đó, các anh chỉ mở ra ha, mở cái ốc này ra. Mở cái ốc này ra, rồi xoay cho nó ha. Đó, xoay 45, rồi để bằng lại. Rồi để các anh làm việc ha. Lắc lại, cao thấp thì vặn vô. Đó, vậy thôi. Rồi đó là cái phần lỗi của nó. Cái phần lỗi thứ hai của nó nữa là nó bị thiếu cái nắp bên này nha. Thiếu nắp bên này nha các anh nha. Thiếu nắp bên này. Nó không có nắp. À, về bản thì nó không có nắp. Có sao em bán vậy? Giá em bán là 1.350.000. À, các anh chuyển khoản em bao ship về nhà. 1.350.000 nha. Tại vì con này tới 14-15kg gì đó. Nên nó rất là nặng ha. Tiền ship rất là cao. Tiền ship với tiền thùng xốp là nó còn nằm tầm khoảng 100. Đó. Nên là các anh cứ chuyển khoản cho em đi, rồi em sẽ về đến nhà qua anh, các anh làm 1.350.000, chuyển khoản cho em 1.300.000. Rồi cái viên đá này, cái viên đá mịn này ha, cái viên đá này là viên đá theo máy của nó nha. Cái viên đá mịn này của nó bây giờ là cái độ đường kính của nó chỉ còn là 115 thôi các anh nha. Đó, 115. Ở bên này cái đường kính của viên đá đỏ bên này cũng theo máy luôn này các anh nè. Đường kính của nó còn 101 thôi các anh nha. Đó, hai bên. Đó, các anh nghe rõ giúp em nha. Đó, rồi nó là như vậy nè ha. Cái tua bên này là 1.800 nha các anh nha. Cái tua bên này 1.800. Còn tua bên này 3.000. Đó, đây tổng thể của nó nè, mặt trước của nó nè, các anh nhìn thấy không? Đó, nó hơi tối nha. Nó không có được mới nha. Bên này nó vẫn còn nắp đẹp nè. Đó, mặt riêng nó nè. Mặt sau của nó nè. Các anh nhìn xem giúp em nha. Đó. Mặt sau nè. Đó. Rồi mặt đáy nè. Mặt đáy nè. Nặng nha các anh nha. Đó, mặt đáy của nó đó. Đó, tổng thể của nó là bốn mặt của nó, cho anh nhìn xem nha. Cái lỗi thứ nhất là nó bị gãy cái cử zin của nó đây ha, bị gãy cử thì các anh về hàng lại ha. Đó, về hàng lại bỏ vô đây. Cái thứ hai nữa là nó thiếu cái nắp. Rồi nó thiếu cái nắp. Chỉ có vậy thôi. Đó, nên là giá về đến nhà các anh là 1.350.000. Bây giờ em khởi động máy. Em khởi động máy để cho các anh xem nha. Con này đang còn ngon lắm nha. Dòng Makita 980 này á, đây là cái tiếng reo của nó ha. Cái tiếng reo của cái hộp nhông bên này ha. À, cái hộp giảm tốc bên này. Thì theo như là các anh đã mua, đã dùng rồi thì các anh nói vậy ha. Chưa không đâu. Cái tiếng kêu này là tiếng kêu của máy, chứ không phải là tiếng kêu nó hư nha. Đó, các anh đã dùng rồi các anh biết ha. 980 có được một viên đá zin, nó chỉ còn lại 115 thôi. Bên này còn 101. Đó,
Các anh nhìn xem nhá. Còn bên này thì đá mịn nha. Đá mịn, đá nước, đá để các anh túc. Rất là mạnh mẽ. Điện 100V. Điện 100V các anh nha. Đó, điện 100V các anh nhớ, nội địa của Nhật, điện 100V. Đó, em thông báo với các anh là như vậy. Đó, nó bị gãy cái chân này nè, nó vứt xuống là nó bị gãy nè. Đó, về các anh đem cho thợ hàng đồng nó chấm lại cho cái. Đó, là sẽ có một cái cử đẹp nha các anh nha. Còn vấn đề mà ra vô của nó thì đẹp lắm nha. Nhẹ nhàng lắm. Đó, ra vô ha. Rồi xoay qua xoay lại thì các anh chỉ mở cái này rồi xoay xoay nghiêng. Rồi tăng giảm cái này ha, tăng nghiêng, tăng đứng lên, tăng nằm xuống ha. Đó, nó có phần này. Đó, phần điều tiết ở chỗ trên này ha. Những công năng của nó nằm ở đây. Đó. Còn cái cử bên này cũng vậy. Nghiêng 45, nghiêng 45. Đó, rồi bằng. Rồi cao thấp. Đó là bên này. Các anh mở ra ha. Mở ra rồi kéo lên ha. Đó, kéo lên. Kéo lên, siết lại ha, siết ốc lại. Rồi siết ốc này lại. Rồi ra vô thì con ốc có bên này ha. Đó, nó còn đầy đủ hết chức năng của nó ha, ra vô. Đó. Rất là nhẹ nhàng và êm ái nha các anh nha. Rồi con số 1, 1.350.000 về đến nhà nha các anh nha. Makita 98000. Rồi, dây này, dây của nó nè. Rồi tới con kế tiếp là con Makita. Con Makita 98930. Đó, con Makita 930 này thì đang còn rất là mới. Các anh ha, rất là mới luôn. Để các anh nhìn xem nè. Anh nào sưu tầm con này ha. Đó. Đá bên này là đá 125 nè ha. Đá nguyên zin nè. Vì đá của nó ở bề bãi nó không có ha, nó bể rồi. Em bỏ vô miên. Còn bên này thì còn 120 nha các anh nhé. Đó. Ở bên này thì là đá theo máy của nó ha. Bên đá theo máy nhưng mà họ dùng hết 5 ly rồi ha. Còn 120. Còn mặt dưới nè, đẹp lắm nè. À, con này là anh nào sưu tầm nè. Con này anh nào sưu tầm con này là đúng y bài luôn ha các anh he. Đó. Nó cũng 230W nha các anh nha. 230W, điện 50Hz thì nó 230W, điện 100V. Đó. Tua của nó là 3000. Đó, con này là chỉ có con này thì là cái con bình thường nha. Còn cái cử này là cái cử không phải cái cử riêng của nó, cái cử này là cái cử riêng của nó không có. Em làm cái cử này cho nó. Đó. Còn cái cử bên này cũng vậy luôn. Đó. 45 nha các anh nha. Cao thấp, ra vô. Đó. Đó. Đầy đủ hết tính năng của nó nha. Đó. Rồi con này thì siêu êm luôn. Tại vì nó còn khá mới mà. Em khởi động máy. Ta nhìn xem ha. Máy không máy cái con này rất là êm này, nó đang còn khá mới mà. Mà đúng ra thì những dòng mà Makita 930 này thì là nó là như vậy hết các anh ạ. Đó, nó là như vậy, nó êm như vậy các anh. Mạnh mẽ nha, 1.250.000. Về nhà. Các anh chuyển khoản em bao ship. 1.250.000 về nhà. Các anh nhận máy cho em, chuyển khoản cho em là em sẽ bao ship. Tại vì những dòng này là nó nằm tầm 12-13kg không? Con này 14-15kg gì đó. Con này tầm 12-13kg. Con này còn tầm 13kg. Con này khoảng cỡ 15kg. Rồi, hai con máy mài Makita đã thông báo với các anh rồi. Đó. Những dòng này là dòng của nó hết nha các anh nha. Dây của nó nè. Dây Makita hết của nó luôn. Đó. 1.250.000 về nhà nha các anh nha. Con này 1.350.000. Rồi em review lại cái máy nước thì cái máy nước cho các anh. Tại vì cái máy nước vừa rồi em đăng thì có 3 con, nhưng mà em đăng 3 con mà chỉ bán được con à. Còn lại 2 con này thì các anh không ngại làm hay sao, không ai lấy. Bây giờ em đã làm rồi nè, em lấy được cái chân nè. Cái chân này là cái chân của Makita này ha. Chân này chân Makita nha. Em bắt vô cho nó nè. Đó, nhưng mà làm chưa xong. Em chưa có bỏ công tắc vô được. Anh nào em quên mất rồi. Trời ơi là trời, em đổ nước vô đây để em nhá sèn với các anh mà quên cái nghiêng cái đổ hết nước ra rồi. Đổ hết nước ra rồi, các anh chờ em chút để em lấy cái miếng vải đi rồi em thấm nước đi cái ra rồi mình
em thấm cái quyền điền cái, quyền điền cái là thấm rồi nước nó chảy ra đầy nhà luôn. Tại vì em đặt chân lên vô, em bắt cái chân đế nó vô rồi em đổ nước vô rồi để em mài để cho các anh biết là cái độ vững chãi của nó ha. Không biết rồi nước rồi sao chắc nó không ảnh hưởng gì tới cái công tắc này đâu. Các anh nhìn xem nha. Em lót vô đây miếng giẻ nữa cho nó cách nhiệt đi, cách nước đi. Lỡ mai nó có nước rồi nó dẫn lên. Đó. Em quên rồi chưa? Em đổ nước vô. Đổ nước vô để nhá xe nè, để mài. Để mài cho các anh xem, nhưng mà rồi lại quên đi bê cái bình lên, bê lên cái làm nước nó đổ ra. Rồi, em sẽ khởi động máy này ha. Anh nào quan tâm tới nó thì là em sẽ làm xong nha. Em bắt nó vô rồi em bắt công tắc vô. Rồi cái phần dây điện này thì nó nằm ở trong cái hộp này. Đó. Cái đường dây nguồn nó nằm ra đằng sau này, nó bình thường nha. Nhưng mà nó không có đi đúng cái zin của nó thôi. Nhưng mà chân này cũng là chân Toshiba nha các anh nha. Máy mài Toshiba. Máy mài Toshiba rồi em lấy rồi em đặt nó vô, em siết nó lại. Vậy thôi. Rồi giá em bán về đến nhà cho các anh là 1.650.000 nha. 1.650.000. Đó các anh nhớ cho nghe em nói đó, 1.650.000 nha. Vì em đã làm xong rồi, em đã có chân rồi, đầy. Giờ em chế nước vô nè. Đá của nó là 100 nha, đá của nó là 170 nha. Độ miệng của nó là độ miệng của nó là 800. Những dòng này là cái dòng mài thô nha. Mài cho nó bén lúc rồi lúc đó mình mới đưa qua đáp ra đá buồn á. Đó. Em nói rõ vậy luôn nha. Rồi, bây giờ em khởi động máy nha. Cho các anh xem nha. Nó 200W nha các anh nha. Nó 200W đó. Nên là các anh thừa sức để mà các anh làm việc nhà nha. Không tì đè nè. Đó. Tì đè không bị đứng máy nha, 200W. Anh nào quan tâm tới nó thì là khi mà đã chốt hàng xong rồi là ngày mai em sẽ bỏ công tắc gì vô hết rồi lúc đó là mình quay Zalo mình nói chuyện với nhau nha. Còn vấn đề là cái cử của nó đây nè ha. Thì con dao như thế này, các anh coi được cái độ nghiêng của con dao như thế nào thì các anh chỉ đặt vô đây như thế này thôi. Không có lo là bị cháy ha. Không có lo bị cháy dao hay là bị non dao nha. Đó, cứ vậy thôi ha. Rồi kéo qua. Đó, các anh cứ để vậy rồi kéo qua thôi. Đó, kéo qua vậy thôi. Em sẽ quay đẩy sát lại chút nữa cho các anh xem. Đó, cách mài dao ha, cách mài dao của cái dòng đá này. Vì cái dòng đá này là dòng đá 80 ha, đồng vào dòng đá 800. Nên là nó mài rất là mau bén nha. Còn những dòng đá mà dòng giá 1000 thì mài rất là lâu bén nếu con dao bị lụt nhiều. Đó. Thì anh có mài 1000 đi chăng nữa thì cũng phải đưa qua đá thí. Đó, đưa qua đá buồn thì con dao của nhà các anh nó mới bén sâu được ha. Đó, các anh cứ để vậy ha, kéo qua nha. Kéo qua nha. Để coi theo cái độ nghiêng của nó các anh ạ. Đó, cứ để vậy thôi. Mình kiểu như mình liếc nó. Máy êm lắm nha. 1.650.000 về nhà nha các anh nha. 1.650.000 về nhà. Rồi em tắt đi. Em tắt đi rồi em đổ nước ra. Rồi em cho các anh xem cái con này thì làm xong nha. Các anh làm xong thì các anh phải đổ nước ra nha. Đó. Chỉ cần bê máy lên thôi. Các anh bê máy lên rồi các anh đổ nước ra thôi nha. Đổ nước ra rồi cất. Đó, đây nè. Chân của nó là chân này là chân Toshiba nè. Đó, nó có cái lỗ chân dây điện nè. Em sẽ bỏ cái dây điện chạy vô đằng sau đó. Đó. Còn mặt dưới đây của nó nè. Đó, các anh nhìn xem nha. Đó, bắt của chân này của nó, chân Toshiba, còn này là phần này là của công tắc. Mọi cái là nó rõ ràng nha, nó vững chãi nha. Đó. Tại vì cái đế của chân Toshiba này nó to nên là nó không có bị gồng ghềnh, nó không có. Về các anh muốn cho nó chắc nữa, muốn để mà làm để cho nó vững chãi mà nó không có bị xê dịch, không có gì hết thì các anh chỉ bắt nó xuống miếng ván ha, hay trên cái mặt bàn gì đó các anh làm việc thôi. Đó, đường kính của nó nha. Đường kính của nó là 170 các anh nha. Còn cái dòng máy này là nó chỉ có 2,5 thôi nha.
25mm. Hàng ra còn rất là mới luôn nha các anh nha. Mở trong hộp này ra là mở bò với lại của nó là rất là ok luôn. Tại vì những dòng máy này thì nó là chân đế của nó là chân nhựa nha các anh nha. Các anh hãy tham khảo nha. Tham khảo thêm coi các kênh khác người ta bán như thế nào. Bán rồi điện thoại bán giá làm sao cho em thông tin đi, cho em cái lượt thích hay là cái lượt chê gì đó. Ok nha các anh nha. Con này là 1.650.000 về nhà. Đó, em sẽ làm hoàn chỉnh hết rồi mình sẽ chốt với nhau trên Zalo. Đó. Em bỏ công tắc vô đây, anh chỉ bật lên bật xuống thôi. Rồi cái cục đề này của nó thì nó nằm ở trong hộp này. Đó. Nằm trong hộp mà trong cái hộp này của nó luôn. Là tất cả mọi cái là nó đều đẹp hết nha. Đó, em thông báo như vậy. Còn dây nguồn nó thì nó nằm ở lỗ sau đây. Đó. Em làm chưa xong nhưng mà rồi em cũng quay luôn. Rồi còn một con nữa. Em sẽ review luôn con này. Con này thì em chưa làm xong. Con này thì em chưa có chân. Mà rồi em cũng muốn bán luôn 1.250.000. Anh nào quan tâm đó thì ủng hộ em. Bán luôn. Anh nào về có thể đổ cho nó ha. Cho nó cái đế vô. Vậy thôi. Đó, con này thì đá của nó thì nó cũng giống như đá của con bên này luôn. Cũng 2.5 phân. Mà đường kính của nó thì chỉ có 163 thôi. Đường kính của nó còn 163 thôi các anh nha. Còn cái viên đá phá bên này là nó giống nhau hết. Còn nguyên zin luôn. Cử bên này cũng giống nhau luôn nha các anh nha. Cử bên này, cái cử mà để mà các anh mài á, giống nhau hết. Đó, nó chỉ thiếu con này với con này nó khác nhau con cái là nó chưa có cái chân đế này thôi. Đó, về các anh bỏ vô. Anh nào khéo tay á, nào quan tâm tới thì bỏ vô giúp em. Đó, 1.250.000 về nha. Đó, để em bật công tắc nha. Hai trăm watt rất là mạnh nha các anh nha. Đó, các anh nhìn xem nha, 200W rất là mạnh. Đó vậy thôi. Một triệu 250 về nhà luôn. Về các anh đổ cho nó cái chân. Còn con này đã có chân rồi, có chân sẵn rồi là 1.650.000. Rồi các anh tham khảo thêm qua những kênh khác người ta có bán rẻ như em không. Rồi cho em một cái ngón tay ha, đắt hay là rẻ hay cái gì đó thì cho em cái bên những cái một bình luận. Rồi Điện Thái xin cảm ơn và chào tạm biệt mọi người. Nhưng mà rồi là em muốn gửi tới các anh cái những cái thứ này nữa nè. Em quên nói đi chứ. Vội quá. Quên nhá, quên cho các anh xem cái phần đít của nó nè. Đó, nó liền lặng như vậy thôi, nó chỉ thiếu cái chân thôi mà. Đẹp lắm nha. 200W. Đó. Báo với các anh là như vậy. Con này cũng vậy luôn. Đó, nó cũng vậy luôn. Không khác nhau gì hết á. Nó chỉ khác là nó thiếu cái chân đế thôi. Đó, bắt vô. Bắt vô trong cái chân đế em kiếm được. Sáng nay em chạy ra bãi có cái chân đế của Toshiba này, em lặt về rồi em cho nó vô. Đó, em phải làm nhiều lắm, phải cắt bỏ bớt đi ha, nó to quá mà. Rồi cái phần này nữa, cái em có một cái số đĩa ha, em bán mới được có 10 cái thôi. Đó, đĩa cắt gạch. Đó, đĩa cắt gạch của Nhật nha các anh nha. Đĩa cắt gạch Nhật đây nè, các anh nhìn xem nè. Đó, đĩa Nhật nè, 60.000 một cái. Đó, 60.000 một cái. Anh nào lấy máy gì đó kèm theo giúp em, người một cái hai cái để dùng ha, vì nó rẻ hơn cái đĩa của Việt Nam mình bán nha. Cái loại đĩa của Việt Nam mình thì nó cũng bán 60.000 rồi. Rồi em lướt qua cái phần đĩa này ha, đĩa cắt gạch. Đó, đĩa 100 nè, về cho các anh dùng máy cắt gạch, máy cắt bàn hay máy cắt tay gì cũng được hết, bỏ vô thôi. Rồi lướt qua kèm theo nha, kèm theo thì là cái 60.000 một đĩa. Còn anh nào lấy 5 đĩa thì em mới bao ship, còn 1-2 đĩa thì em không bao ship được. Rồi em muốn lướt qua cái phần dầu của Mỹ mà được các anh quan tâm nhiều. Đó, em tại vì cái thời lượng của cái clip này nó cũng ngắn chứ nó không có dài, nên là em lợi dụng cái phần này đi ha, lợi dụng cái phần này để em nói qua cái phần này.
thì các anh cứ hỏi rồi em cứ gửi hàng đi, em gửi hàng đi lai rai miết thôi đó. Hàng Mỹ thì nó về có một lần thôi đó, nhưng mà rồi em lấy cái số lượng nhiều nên là em cứ bán lai rai đó. Cái màu này là cái màu một cánh gián này ha, một cánh gián đó. Màu này là màu tự nhiên này ha, màu này là màu tự nhiên này ha, còn màu này là màu đỏ gụ này ha đó. Cứ một lon là 190.000 về nhà các anh nhé, 190.000 về nhà nha. Các anh nhận hàng cho em là 190 đó. Hàng này của Mỹ này, Made in USA này, mã số 0 nè, các anh yên tâm mà sử dụng thôi. Chất lượng từ năm 1849 nè ha. Ưu điểm của nó là không bong tróc, không nứt nẻ nè, không để lại dấu chổi nè. Đó, một cái dáng này ha, về các anh lấy dẻ lau cũng được, lấy chổi quét cũng được đó. Nó không có để đát, nó không có để đát nha các anh nha. Các anh lắc đều trước khi sử dụng cho em rồi đổ ra rồi lau thôi đó. Hàng Mỹ, hàng Made in USA, các anh lấy một vài lon để sử dụng làm việc và vặt vặt cũng được ha. Cán dao, cán búa, cán gì đó, rồi còn lại những cái phần đá này ha. Đó, đá thì các anh quan tâm tới thì cứ alo cho em, còn những cái viên nào đó thì em sẽ thông báo nha. Đó, lấy kèm ha, lấy kèm theo máy, rồi lấy kèm theo dầu, hoặc là lấy kèm theo đĩa cắt là em có hết nha. Đó, có hết. Rồi bánh xe nữa, đó, bánh xe đó, 320.000 về đến nhà, bánh xe chịu tải đó, em còn đó, còn những cái thứ đó đó, đó để thông báo với các anh. Rồi Đình Thái xin cảm ơn và hẹn gặp lại thật nhiều. Cảm ơn các anh thật nhiều.